Boss ra. Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Game. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review một em bản phim cơ nữa. Đây là một trong những con bản phim cơ mà mình đã mong chờ từ rất lâu rồi, mà mình thấy nó cũng đã bán khá là lâu. Tuy nhiên thì hôm nay mình có dịp để chìm tay và cùng đập hộp cho anh em xem. Có lẽ đây sẽ là cái video đầu tiên tại Việt Nam mà review em này. Thì em này sẽ có mã là KT68 Smart Screen của thằng McKenai. Cái mã này thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản thường và phiên bản sẽ có cái screen ở đây, tức là có cái màn hình đây, Smart Screen đó. Và mình rất thích cái phiên bản này tại vì nó khá là giống một con nổi tiếng, đó là con Cyberwar. Thì để xem được coi con này có những cái gì đặc biệt nhé. Ok, let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp của nó thì cũng khá là cồng kềnh, nhìn rất là to luôn. Mặc dù cái này cũng chỉ là layout 68 thôi, nhưng mà cái hộp của nó cực kỳ to, to hơn nhiều so với những cái con màn phim layout nhỏ khác. Và cái giá thành của con này cũng khá là chát nha các bạn. Để xem thử coi nó sẽ được trang bị những cái gì nào. Về một hộp thì chúng ta sẽ nhấc nó lên như thế này thôi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Đây là cái cuốn hướng dẫn sử dụng của nó nha. Đó, chiếc bàn phím sẽ nằm ở giữa. Chúng ta sẽ có được kèm theo một cái tấm cover chắn bụi rất là dày và rất là to nữa để phù hợp với chiếc bàn phím này. Ok, chúng ta sẽ xem bàn phím sau. Trong hộp chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái khăn. Khăn này để lau màn hình đây, chắc là lau màn hình hoặc là lau cả bàn phím nữa. Nó khá là mịn. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái hộp để đựng cái dây cáp của nó. Và cái dây cáp của nó sẽ là dây cáp xoắn nha các bạn, dạng dây cáp custom và có bọc dù đàng hoàng luôn. Nó sẽ phối hợp giữa màu xanh và màu tím, nhìn nó rất chi là hiện đại nha các bạn. Màu tím và màu xanh, bọc dù cáp xoắn. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy được là cái đầu USB của nó sẽ được mạ vàng. Đầu bên này thì nó sẽ có kèm luôn cả cho chúng ta một cái dongle nữa. Cái dongle này sẽ có trách nhiệm đó là sẽ nối dài cái USB receiver này ra. Đấy. Với cái này thì chúng ta có thể sử dụng không dây và sẽ có tín hiệu nó chính xác hơn, chuẩn hơn và không có bị nhiễu. Ngoài ra chúng ta có thể rút cái dongle này ra, thì ở trong chúng ta sẽ có một cái cổng Type-C nữa. Cái này cực kỳ tiện luôn nha. Đúng là cái bàn phím đắt tiền thì nó có khác các bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái key buller và key với lại switch buller luôn. Cái này thì hầu hết những cái bàn phím cơ custom hiện tại thì đều có trang bị rồi. Nói chung là hộp nó thế này là hết rồi. Ok, để mình xem thử cái cuốn hướng dẫn sử dụng này có những cái gì ở trong đây nhé. Đây, cuốn hướng dẫn sử dụng của nó nhìn cũng khá là đẹp. Ở trong này chúng ta còn được tặng thêm một đống sticker nữa. Và sticker này mình thấy nó thiết kế cũng khá là hay ho đấy. Nếu mà dán ở xung quanh các cái cây PC hoặc là dán trực tiếp lên bàn phím thì cũng rất là đẹp. Đây, cuốn cái tờ hướng dẫn sử dụng của nó thì khá là dày dặn, to. Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các cái thao tác để sử dụng bàn phím cơ bản thôi. Tốt nhất là các bạn nên giữ lại cái cuốn này nhé. Thì lúc những cái bàn phím mà sử dụng nhiều cách kết nối cũng như là có nhiều chức năng thì chúng ta phải giữ lại. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều các cái thao tác mà chúng ta phải đọc thì mới biết mà cách mà sử dụng nha. Không nên vứt đi những cái cuốn đấy. Ở trong này chúng ta còn thấy có thêm một cái tấm thẻ nữa. Hình như nếu mà chúng ta scan cái này nó sẽ vào một cái nhóm của bàn phím này luôn. Lại thêm một tấm thẻ nữa. Chi là lắm thẻ. Hết rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay, MKT68 phiên bản Smart Screen. Và như các bạn thấy thì nó sẽ là có layout 68, khá là cơ bản. Đây. Và chúng ta sẽ có thêm một cái phía trên này nữa, đây chính là cái phần có chứa cái màn hình của nó. Bên góc này thì nó sẽ có cách điệu một chút khi chúng ta sẽ có cái bảng thông báo, có cái logo McKenai ở đây, có chữ caps lock, bluetooth và có hiển thị. Và có thể đây là đèn báo pin. Chúng ta sẽ có thêm một cái cần gạt nữa. Về cái chức năng của cái cần gạt này thì mặc định của nó sẽ là phát ra ngoài cái màn hình chính nha. Ở đây phía trên này thì chúng ta thấy được cái phần nhô lên một góc cỡ tầm 30 độ. Cái này chính là chứa cái màn hình. Và phiên bản thường của nó thì sẽ là cái logo McKenai thôi, chứ nó không có cái màn hình ở đây. Còn phiên bản Smart Screen thì nó sẽ có cái màn hình nữa. Ở phía bên góc bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm xoay, nhìn khá là đẹp. Và sai cái núm này cũng kêu lách tách khá là vui tai nha.
Mình thích cái vị trí để cái núm xoay này hơn là phía bên tay phải. Khi chúng ta sử dụng PC ấy, thì tay phải chúng ta sẽ cầm chuột rồi. Mỗi lần chỉnh âm lượng thì chúng ta phải bỏ chuột ra để mà xoay cái núm bên này. Nếu như mà cái núm nó ở phía bên tay trái như thế này thì sẽ thuận tiện hơn. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta chỉ việc đưa tay này ra lăn là được rồi. Khá là tốt. Đặc biệt là cái núm này có thể bấm được nha. Đó. Bấm hoặc là xoay được luôn. Khá là tiện lợi. Về ngoại hình của em này thì nhìn nó khá là giống với những cái máy đánh chữ ngày xưa. Nó vát lên rất là dốc như thế này. Và đặc biệt là cái phần màn hình thì nó sẽ nghiêng một góc 30 độ nữa. Cho nên là các bạn nhìn thấy nó sẽ hơi cồng kềnh một xíu. Tuy nhiên thì với cái trải nghiệm là thực tế thì mình thấy cái thiết kế như này rất là lợi. Đặc biệt là cái phần màn hình nó sẽ hiển thị cho chúng ta dễ nhìn hơn. So với lại cái con CyberOne thì cái con màn hình đó nó lại hướng về phía trên, cho nên là chúng ta sẽ không nhìn thấy hết được cái vẻ đẹp của cái màn hình. Ở phía dưới đáy thì chúng ta sẽ thấy có một số cái họa tiết cắt điệu ở đây. Là vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạ cao. Về cái phần pin thì nó ghi rõ ở đây luôn là pin 4000 mAh. Phiên bản mình đang cầm ở đây là phiên bản màu đen mờ. Tuy nhiên thì nó vẫn là nhìn xuyên qua được nha. Chúng ta sẽ thấy được ở phía dưới là không hề lót gì hết, không hề lót foam luôn. Cho nên là khi mà chúng ta gõ nó sẽ hơi rỗng một xíu. Thấy có lẽ là một cái điểm trừ đầu tiên. Về cái nhựa của con này thì nó làm cực kỳ cứng cáp luôn. Mình cầm lên thì khi mà vặn xoắn thì không hề có một chút nào gọi là cong ven gì hết, cũng không nghe thấy tiếng, không nghe thấy tiếng gì lọc sọc luôn. Những cái tiếng clip này là đều do switch phát ra nha. Phía dưới thì chúng ta thấy được là cái logo Pakenai ở đây. Về cái phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản màu đen, keycap của nó cũng sẽ là màu đen trong suốt. Mình sẽ gỡ thử một cái keycap ra cho các bạn xem. Keycap của nó sẽ là bằng nhựa PC và sẽ là trong suốt, kiểu là mờ. Cái mờ này thì ở phía bên trong nó sẽ bắn cát, còn ở ngoài thì nó sẽ làm bóng. Cho nên là nhìn cái keycap cũng khá là hay. Và tất nhiên nó sẽ xuyên led rất là khủng, giống như những cái con bàn phím của thằng CyberBoa vậy. Nó cũng làm những cái bộ keycap xuyên led giống như thế này. Rồi tiện thể thì mình sẽ mở luôn, xem cái switch của nó nha. Phiên bản của mình đang cầm trên tay đây thì sử dụng switch của thằng Kai hay là Keo gì đó, Kai Box. Thì với cái switch Kai Box này thì các bạn yên tâm về độ bền cũng như là cái chất lượng của nó rồi. Và cái phiên bản mình đang cầm của switch này là cái switch kiểu clicky. Bấm thì nó cực kỳ kêu luôn. Tuy nhiên thì nó không hề có tiếng lạo xạo nha. Nó chỉ có tiếng clicky thôi. Đó chính là cái điểm mà mình đánh giá rất là cao của những thằng Kai. Phía dưới thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có mặt hot swap, mặt ngược và sẽ là 5 chân. Và nó sẽ có hỗ trợ luôn lót foam giữa PCB và plate. Và cái foam này thì hình như mình thấy nó là bằng silicone chứ không phải là bằng chất liệu tiêu âm bình thường. Về strap thì chúng ta thấy là cái strap của nó làm cực kỳ chắc chắn rồi. Và nó cũng sẽ cân chỉnh trước cho chúng ta. Tuy nhiên thì mình thấy nó lúc chưa được đầy đặn cho lắm. Đó. Khá là mỏng. Và có lẽ là vì vậy cho nên cái strap của nó cũng sẽ không được ổn cho lắm. Ok, về cái plate của nó thì sẽ là plate thép. Đây. Chính vì cái plate thép này cho nên chúng ta sẽ thấy nó rất là cứng cáp. Khi cầm lên thì cực kỳ là đầm tay luôn. Không có kiểu dạng hơi nhẹ như những cái con dựa sử dụng LED PC. Cái chuẩn keycap của nó sẽ hơi lạ một chút là nó sẽ theo cái chuẩn MDA. Và với cái chuẩn MDA này thì các bạn thấy là cái phần trên của keycap sẽ được làm bầu ra một, và cái độ dốc của nó sẽ khá tương đồng với lại cái độ dốc của thằng OEM. Nhìn nó na ná như là kiểu SA nhưng mà lại OEM ấy. Và tất nhiên thì em này sẽ hỗ trợ 3 móc, vừa có không dây, vừa có Bluetooth và vừa có Type-C luôn. Cho nó sẽ có một cái công tắc chuyển từ sử dụng dây sang không dây ở đây. Và một cái cổng Type-C để chúng ta có thể vừa sạc hoặc là vừa cắm dây sử dụng bình thường. Về cái app của nó thì tất nhiên các bạn phải sử dụng cắm dây nhé. Và bây giờ sẽ đến cái phần đặc biệt nhất của em này, đó chính là cái phần LED. Và cái nổi bật nhất chính là cái màn hình LED này. Nó sẽ thử bật cái bàn phím lên. Nó sẽ dùng không dây. Đó. Như các bạn thấy thì khi bật lên thì cái màn hình của nó sẽ chạy lên, có hiện cái logo Macanai. Sau đó sẽ chuyển sang cái màn hình custom mà chúng ta mặc định. Ở đây thì cái phần đèn LED RGB của con này phía dưới thì không có gì phải bàn cãi rồi. Chúng ta quan trọng cái phần LED ở trên cái màn hình này thôi. Để mình lột ra cho các bạn xem rõ hơn nha. Đấy, cảm giác lột được cái con này cực kỳ phê luôn các bạn ạ. Và như các bạn thấy thì cái màn hình của nó sẽ có các cái điểm pixel như thế này. Và mỗi cái mà trên màn hình này sẽ bao gồm chiều rộng sẽ là 5 pixel. Và chiều dài của nó thì
mình thấy khá là dài. Với cái chiều dài này, các bạn yên tâm là các bạn sẽ custom được rất là nhiều các cái ký tự cũng như là hình dáng tùy theo mình. Ở trên phần mềm thì nó cũng sẽ có một cái link để chúng ta có thể tải những cái pixel có sẵn hoặc là mình có thể tự tạo. Về cái phần mềm điều chỉnh này thì có lẽ mình sẽ làm một cái video riêng, tại vì nó sẽ rất là khá là phức tạp để mình có thể sử dụng được toàn bộ các cái chức năng của cái màn hình. Ngoài ra thì nó còn có cả chức năng đó là chuyển sang xem nhiệt độ của CPU rồi phần trăm CPU, cái đó thì nó có mặc định sẵn ở trong phần mềm luôn. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể chỉnh được từng cái pixel này một nhé, tùy các màu RGB luôn, mình có thể tùy chỉnh từng màu RGB một. Nói chung là về cái màn hình này mình có thể custom được rất là nhiều thứ và nó sẽ cá nhân hóa được nhiều hơn về chiếc cái bàn phím của mình. Đây là một trong những cái điểm mà mình thấy cực kỳ nổi bật và cũng như là cái điểm rất là đặc biệt của bàn phím này mà hầu như là không có bàn phím nào có thể đáp ứng được. Chỉ duy nhất một con đó là con Cyberboard thôi, nhưng mà cái con đấy thì nó lại quá là đắt rồi, chúng ta không thể nào mua được em đấy trong cái tầm tiền như thế này. Và có một cái hay nữa là cái nút gạt này chúng ta cũng có thể custom được, mặc định của nó thì sẽ là chuyển ra màn hình chính desktop á. Tuy nhiên thì chúng ta có thể custom được bất kỳ các cái chức năng nào khác, hoặc là chúng ta có thể là macro luôn nút này luôn đó, cho nên nó cũng sẽ khá là tiện lợi. Như mình nói ban đầu thì về cái núm xoay này của nó thì nó nằm đặt ở bên trái thì nó cũng rất là tiện nữa, và cái núm xoay này bằng nhựa thôi chứ không phải là bằng kim loại nha. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái phần nữa, đó là sao test, và để mình xem thử coi cái con này nó như thế nào nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa sao test cho anh em nghe thử cái tiếng của em này. Thì nói chung đây em này có chất lượng build khá là tốt. Start của nó trông vậy thôi chứ lại không có tiếng ngọc sọc quá nhiều, và nó cũng vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng. Nếu mà mua về sử dụng ngay thì vẫn ok. Có điều nhưng một số bạn khó tính thì chúng ta vẫn có thể phải lúp lại và móc lại thành start một xíu. Còn lại thì chúng ta thấy đều khá là ổn rồi. Tuy nhiên thì mình thấy là cái con này nó chưa có lót cái đáy, thì chúng ta có thể mở ra chúng ta lót thêm một lớp foam đáy cho nó bớt rỗng. Nhưng mà cái con này mình thấy cái cây của nó rất là chắc chắn và cũng rất là dày, mình cũng không biết là cách tháo ra như thế nào nữa, mình cũng rất là ngại tháo những cái con như thế này. Hiện tại những con này bên mình chỉ có sắp tay về được một ít thôi, cho nên là mình cũng lười tháo ra lắm. Nếu mà các anh em nào mà đã có từng mua con này về bọc mặt thì có thể là nói xem thử là tháo nó có dễ dàng không nhá. Và như vậy mình đã đi review sơ qua cho anh em cái bàn phím Makenai K68 phiên bản Smart Screen. Thì anh em nghĩ sao về chiếc bàn phím này? Với cái tầm giá 3 củ thì anh em có thấy ok không? Với mình thì 3 củ bỏ ra để có một cái trải nghiệm mới lạ, và cũng như là một cái bàn phím mà có thể cá nhân hóa rất là độc đáo như thế này thì cũng khá là đáng. Những cái còn lại khác, ví dụ như hot swap, ba mod, led RGB thì chúng ta vẫn có thể tìm được ở những cái con bàn phím khác, và giá nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nếu mà anh em nào muốn decor một cái góc làm việc, một cái góc học tập đẹp và cũng như là có một cái thiên hướng độc lạ thì có lẽ đây là một cái bàn phím mà các bạn nên để trong một cái wishlist của mình. Còn nếu mà các bạn có ý kiến gì hoặc là có thắc mắc gì về bàn phím này thì hãy để lại comment trong phần bình luận của video nhé. Còn nếu mà các anh em có cần biết thêm thông tin cũng như là giá tham khảo thì có thể inbox trên fanpage hoặc là inbox trên web của mình để được hỗ trợ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye, hẹn gặp lại.